lẩu đây Ủa bia đâu Bia đây Trời đất quỷ thần ơi Mày leo lên đầu tao mày ngồi luôn đi đen Có ăn kiếp không mà khôn dữ vậy trời Thôi nhậu đi mấy bạn ơi Cuối tuần rồi đừng có cọc ha Sao mà không cọc Mà thôi bỏ qua đi Tại mày là bạn tao nên tao bao dung cho mày đó, Thôi vô nhậu đi bạn ơi Thôi vô nhậu đi bạn ơi Lẩu nó nguội rồi nè bạn ơi Vô nhậu hả Tưởng bạn còn giận mình chứ ông nội mình cũng không dám giận bạn nữa Ngồi mày làm cái gì nữa vậy? Tao quay clip đăng tấp tấp Hello các bạn, hôm nay tâm trạng đang vui vẻ nên đang mua nồi lẩu với thùng bia Để, để bao bạn gùi Vì bạn cục nha các bạn Rồi để coi hôm nay nồi lẩu có tấp binh gì ha các bạn Có nấm nè, bắp nè, cà gót nè, rau nè, mì nè Còn cái này là cà dính nè Đầu lao cái đó là cà tím à ai mượn mày vậy tại lanh quá ha nước chấm thì mình có nước tương nè sốt mayonnaise nè tầm bảy cái đó là chao ông nội ơi mày thì hay quá ha à cái này màu bén nè các bạn tôm nè mực cá viên chiên nè sò nè còn cái này là cá ủa cái này là cá gì đây ta cá cha bạch mày câm miệng lại nha giỡn xíu mà căng vậy ba cá dồ á rồi cái này là kiếp xào xả ớt hi hi Mày thích dẫn mặt với tao phải không? Dẹp lẹ mày Trời ơi không ăn thì thôi làm gì chứ kìa Ngon gì mà chê Mày thấy ngon thì tự mà ăn ừ. Ghét mày làm tao thấy gớm quá Thôi giờ mình bắt đầu nhậu nha các bạn Hẹn các bạn vào clip tiếp theo Rồi nhậu thôi What? Ủa xong lên lửa ta lấy ra à, kiểm tra đi Kiểm tra làm sao mày Tự làm đi lớn cái đầu rồi cái gì cũng hỏi là sao mày Mày làm cái gì vậy thằng cô không Chứ sao mày Đưa đây Hết ga rồi đi đổi đi ông nội ơi Trời ơi tao hết tiền rồi ba ơi Không còn một đồng bạc nào luôn á Hay mày đi đổi đi Tao mua lẩu hết tiền rồi còn đồng nào đâu Mày còn không cục? Không còn một đồng nào hết á Tao mua thùng bia hết tiền rồi Nghèo gì mà nghèo dữ vậy ba Giờ sao ta? Đi mua thiếu ông ba đi Tao nợ nhiều lắm rồi mẹ ơi À có cách rồi Đưa bình ra cho tao Ngồi mày làm cái gì nữa vậy? Mày bao vừa thôi nghe Hết tiền rồi Đây là cách duy nhất có bao nhiêu bình ga mini mau đưa hết đây nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ông múa nữa tao coi he 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 con nè ông ba ơi dẫn xíu mà ông ba nóng tính quá rồi mua gì nói luôn cho đổi thiếu mình ga đi ông ba mai mốt gì con trả mai mốt trả thiệt không dốc làm chó á ok đổi con một bình nào mới mới đi ông ba bình này cũ rồi nó mà nổ một cái là đi gặp ông nội con luôn á còn một bình nữa thôi á, giờ mày lấy không? Dạ vậy thôi con về Nè gắn vô đi rồi Nhìn thấy ghê quá mày Sao không gắn mà kêu tao? Thôi tao sợ lắm mẹ ơi Ba mẹ khôn quá À lên coi nè Giờ đợi nó sôi lên là lụm phải không mày? à đúng rồi để nó sôi so rồi bỏ top binh vô là quất thôi tao ngửi thấy mùi gì khét khét đó tụi bay ủa sao bốc khói vậy ta ủa cái gì ngộ vậy đang nhậu mà ê tụi bay nhìn kìa thánh thần ơi đang ăn lẩu tự nhiên rớt xuống đấy sao hỏi luôn vậy trời Bà mẹ đang nhậu tự nhiên đang sức khỏi server trái đất luôn Chào mừng các ngươi đến với địa ngục Kể từ bây giờ các ngươi chính thức trở thành nô lệ của ta <laughs> Ủa gì vậy ba Không biết thế cổng dây điện này gúc thử Tụi này mất giải thiệt á chứ Xứng đáng xuống địa ngục chào mừng tới giới địa ngục ta ha 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 vậy ta là người cai quản cái địa ngục này mà địa ngục này tầng mấy vậy đừng có lo ba đứa mình ăn ở có đức chắc chỉ ở tầng 1 hay tầng 2 gì thôi ờ tầng 1, tầng 2 người ta cho tấn nhẹ nhẹ như tọt lét thôi phải không phải không thì sao tăng thánh thần ở tầng 18 luôn đáng ra tụi bay ở tầng 19 nhưng mà tầng 19 tao đang say nên cho bay ở tầng 18 đỡ mà địa ngục gì không có ai hết vậy Sao có ba đứa tôi vậy xa Tăng? Tao mới khai trương hôm qua, tụi bay là mấy người đầu tiên á. Mà ở thằng này tụi tôi bị tra tấn cái gì á? Cho tham quan thử cho đỡ bỏ ngỡ được không? Ok, tụi bay theo tao. Đây là hình phạt đầu tiên ta dành cho các ngươi là treo cổ. Các ngươi phải chịu nỗi đau thấu xương thấu thịt Ai cũng hay hay á, đâu cho lên kết thử cái đi xe tăng. Giờ thì các ngươi chỉ cần đứng ngay đó. Đứng đây hả? Đúng rồi, đứng ngay đó. <laughs> Sau đó đeo cái dây đó vào cổ và ối kỵ ta. Đứng không tới sao mà treo được. Đâu mày lên thử coi cục. Để tao thử. Tao chịu quá mày ơi, tao đứng cũng không tới Đâu ông lên làm mẫu thứ coi xe tăng Thôi tụi bay tránh ra Đây thấy chưa, đen như vậy nè Có gì đâu mà không biết Tụi bay ăn cái gì mà ngu dữ vậy Rồi sao nữa Rồi bấm cái nút đỏ là xong Bấm cái thử coi rồi Ok Cái gùi ơi, ổng mà chết thì không có tiền đám ma đâu bà Ok bạn Lỗi cái thật thôi bạn ơi Đây là hình phạt tiếp theo dành cho các ngươi Các ngươi phải đi qua đầm lầy acid này Và nếm được mùi thế nào là thịt nát xương tan Có gì vui mà cười dữ ông nội nhưng mà hên cho tụi bay hôm nay chỉ là tham quan thôi nên ta sẽ đi bằng cái cầu bên kia. Cầu gì có phần nữa vậy ba? Mới khai trương nên chưa có tiền trả cho thợ xây nên nó nghỉ ngang hết rồi. Thông cảm nha. Rồi giờ sao? Mà chắc không sao đâu. Tao mới đổ có một can axit xuống thôi. Còn ba can ta chưa kịp đổ bên kia kìa. Không sao thiệt không ông nội? Tụi bay cứ tin tưởng ở tao. không sao thì không vậy sao tăng tao nói là không sao mà hỏi hoài vậy đó thấy chưa có sao đâu mà sao tôi thấy là lạnh dưới chân á ông ơi thì nước lạnh chứ có sao đâu <laughs> hình phạt tiếp theo dành cho các ngươi sẽ là sự chạm các ngươi sẽ nếm được nỗi đau thấu xương thấu thịt khi đầu lìa khỏi xác lẹ đi ông ơi cười hoài người ta tưởng ông khùng á đầu tiên sẽ là còng tay và chân các ngươi lại <laughs> nhỏ quá Cứ cười nói đi, gọn chút nữa là không cười được đâu giờ là lúc các ngươi sẽ biết được thế nào là đau khổ Nhìn như con heo quay vậy quay bà nội mày cái máy chém này thằng nào cao mới tra tấn được má sĩ nhục mình thiệt chứ cái này ai thiết kế mà ngu ngục quá trời ủa ngu ngục là sao mày là người ngu ở đi ngục á đâu ông lên làm mẫu thứ coi xe tăng sử chạm á, phải nằm đưa cái đầu vô đây nè thì mới được tụi bay hiểu không ngu dừa thôi chứ ủa mày làm gì vậy test là phải test cho nó đàng hoàng ủa đúng rồi sau này còn nhiều người xuống đây nữa phải test cho kỹ mới được đi vô đây để về dương gian Biến! Nhanh! Ê hồi nãy tụi mình xuống đi ngục hay sao hả Bay ơi? Ừ! Mấy em tí không về được rồi! Thôi nhậu tiếp đi! Còn cái gì nữa đâu mà nhậu? Để tao qua mua nợ ông ba trả cứu!